Trong cuộc đời mình á, có những lòng tham mà phải lớn một chút nữa thì nó mới hay. Đừng có tham cái quá nhỏ. Thí dụ như đối với anh chị em mà còn tính toán so đo thì các con thua rồi. Cuộc đời các con có cơ hội gì đặc biệt ấy. Tại vì sao? Con người có trí tuệ, người ta nhìn các con, ta nói rằng đối với anh chị em nó mà nó còn hơn thua kìa, nó còn tính từng đồng từng cắc kìa, con người này không già, không có xài được. Nếu người phụ nữ thông minh thì không ai đi chọn người đàn ông vậy, tại người đàn ông này không có xài được. Người đàn ông mà đối với anh chị, đối với em út là cùng mẹ sinh ra mà còn tính toán so đo về vật chất, đất mà còn lắng ganh, nhà mà còn muốn tranh cạnh, nuôi cha mẹ mà còn đùa đẩy, người đàn ông như vậy thì làm sao mà họ nghĩ đến cha mẹ ruột của mình đấy? Không nghĩ đến đâu. Con người chúng ta sống á, ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Thí dụ như bây giờ mình có vợ, mình phải nhớ ơn cha mẹ vợ chứ. Người đã sanh ra vợ, nuôi vợ khôn lớn, mình mới có vợ ngày hôm nay. Mỗi ngày thật sự mà nói hung vợ một cái cũng nghĩ cảm ơn cha mẹ vợ. Chứ thì sao? Cái đó là cái nhỏ nhất của vợ mình cho mình rồi đó. Còn cái này vợ mà đẻ cho mình nữa, quý vị nghĩ làm sao? Mình là người đàn ông cảm ơn vợ, vợ cực khổ đẻ con cho anh. Mình nói một câu vậy người ta cũng mát lòng mát dạ người ta nữa. Mà thật sự là nên cảm ơn. Người xưa ta nói rằng đàn ông đi biển, có đôi đàn bà đi biển mồ côi một mình. Ý nói là người phụ nữ khi đẻ con rất là khổ, một mình phải chịu đau đớn. Nên khi người ta đẻ con rồi một lời an ủi người ta là cảm ơn người ta. Cái tâm đó không phải hèn, cái tâm đó không phải yếu đuối đâu. Mà cái tâm đó là một cái tâm mà mình làm cho người ta cảm thấy nhẹ lòng nhẹ dạ, có sự an ủi rất lớn trong cuộc đời người ta. Nhớ. Nên từ nơi đó mà cái tâm cảm ơn đó thì vợ mình sẽ đáp lại tình mình là sẽ biết cảm ơn mình. Tại vì cái tấm lòng mình dành cho vợ, mình nêu lên mà mình không kêu vợ dành lại cho mình như mình dành cho vợ, nhưng mà mình đã dành cho người ta, mình nói cho người ta nghe thì người ta cũng dành cho mình cũng như mình đã dành cho người ta. Cái sự sống trong cuộc đời này là cái sự đáp lại tình nhau. Mình đến với người ta làm sao, người ta sẽ đến với mình vậy à. Như cuộc đời những đức gì sao sống vui nhiều các con biết không? Vì những đức đến với Phật tử rất là nhiệt tình, rất là hết lòng. Có những cái mình rất là mệt, có những rất là cực, mà có những cái cũng không cần thiết phải ngồi đó làm cái gì nữa. Nhưng mà tại sao những đức ở đâu những đức cũng có mặt như đức? Là vì sao? Mình chân thật, mình nhiệt tình. Thấy những đức nói thiệt chứ, có khi những đức lo cho chúng chùa về phái nữ, những đức lo có khi tỉ mỉ lắm quý vị. Những đức nói thật, thật sự nói đây là cái lớp đạo làm con gì nhân sinh đó nghe. Thí dụ như có những việc nhỏ nhất mà người đàn ông mình lại biết lo cho vợ là một điều hạnh phúc khi vợ đang cần. Đừng bao giờ cho rằng việc nhỏ đó không cần mình phải lo. Con người đàn ông như vậy mới gọi là trụ cột gia đình. Trụ cột gia đình là cái gì? Là gánh vác. Trụ cột là gánh vác một gia đình. Đã là gánh vác một gia đình thì việc nhỏ nhất của người vợ mình cũng phải hiểu biết. Như vậy thì mình mới là người đàn ông gánh vác, vì xã hội gánh vác được, gia đình biết được, đối xử với vợ biết được, lo lắng biết được, cảm giác người ta mình hiểu được. Người như vậy thì nói gì nữa bây giờ? Quá đặc biệt luôn. Dù họ có hô cũng thích họ nữa. Vì nó quá đặc biệt rồi còn cái gì nữa quý vị? Nó quan tâm từng chút, từng chút, từng chút. Đó. Thí dụ như bây giờ tất cả các cô trong chùa mình đi nhận đức nói vậy nè. Thật sự mà nói thì mình vô đây mình tu, mình đâu có cái của cải gì. Người ta ngoài đời người ta còn tích lũy một số của cải gì cá nhân. Càng suy nghĩ thì càng thấy tội nghiệp họ, gì cả cuộc đời họ là bây giờ họ sống ở trong đây, họ không có của cải gì hết quý vị. Không có nói của hồi môn hay là của gì, cái tiền bạc gì họ có chứ ha. Họ chỉ phục vụ tam bảo rồi mỗi ngày có cơm ăn, rồi họ mỗi ngày họ sống bình thường, họ làm việc ý nghĩa trong cuộc đời này, họ chung tay những đức vậy thôi à. Rồi lúc nào mà những đức cho đi ra ngoài mua gì chút thì đi được thì cho thì đi, còn không cho thì không dám xin. Không bao giờ mà nói xin xỏ gì chứ. Ví dụ như con mình ở nhà nó còn đòi đi chơi chỗ này chỗ kia, chứ người ta ở đây người ta có đòi đi đâu đâu. Mình càng suy nghĩ mình thấy cũng tội nghiệp quý vị. Nên thí dụ như mà có những cô ở ngoài đời vô đây thấy các cô trong chùa mình cũng cùng phái nữ với nhau cũng thấy tội nghiệp. Nên những đức nói rằng các cô coi từ cái đồ đạc mấy cô bận, thấy thời tiết nóng nực thêm ở trong bếp nút nóng quá,
mình nên tìm hiểu nhau chị em, cái loại đồ nào mà mình bận ở trong mà thấy nhẹ nhàng mát mẻ nhất mua đi. Chứ bây giờ thời tiết nóng nực, đại càng không ai ngó ngàng đến chỗ đó, nóng nực rồi nó xanh ra một nhọt ngứa ngáy ghẻ chốc, quý vị thấy khổ không? Cũng khổ. Mình ở ngoài mình muốn đi mua gì cái mình đi mua, mình muốn chọn đồ gì mình chọn mình mua. Còn giờ các cô đâu có được cơ hội vậy thôi. Nếu ví dụ như cùng phái nữ nhau, mình thương họ, mình nên chọn những bộ đồ đó, họ quý lắm, họ vui. Thật sự mà nói, cho họ một cái đó cũng phải vui lắm. Đó là một cái sự kết duyên đặc biệt đối với người phục vụ ở trong ngôi Tam Bảo mà không có một vật chất gì họ xin xỏ mình cả. Nên những Đức nói vậy với mấy cái cô mà lo lắng, như Đức nói các cô nên quan tâm về điều đó, nên có tâm như vậy đó. Thì thí dụ như mình là người đàn ông ở một gia đình đi, góc độ của mình nên nhìn nhận. Không lẽ đồ đạc của vợ mình không thấy? Đồ đạc vợ mà mình không thấy nữa thôi, mình là người đàn ông quá tệ, nó thật luôn á. Mình nên tìm hiểu. Như bản thân chúng ta cũng thích bận một bộ đồ nó mát mẻ nhẹ nhàng đúng không? Vậy thì chúng ta nên suy nghĩ cho người ta, nên suy nghĩ cho người ta, hiểu không? Cái tâm như vậy gọi là cái tâm tỉ mỉ, từng ly từng tí để giúp cho người khác. Đối với việc lớn xã hội mình vẫn làm được, đối với hướng dẫn người vẫn được, đối với việc nhỏ nhất mình vẫn làm được luôn. Đối một buổi cơm mình cũng nấu được. Đi làm về mình có thể phụ vợ lau nhà, phụ vợ dọn đồ, làm được hết tất cả các việc luôn. Một người đàn ông như vậy thì nhất định, xin thưa quý vị, cương vị nào của họ cũng là một cương vị cực kỳ cao. Vì họ quá tỉ mỉ rồi. Họ tỉ mỉ đến một cái trình độ rồi là cái người đi hút rác họ cũng cảm thông được nữa. Tại vì họ đã làm hết tất cả việc này rồi. Nên một người muốn làm một vị giám đốc lâu dài, một cương vị cao mà không bị đào thải, là một con người phải nhìn thấp nhất để thấy rõ ràng cái khổ của người ta. Cương vị thấp nhất, từ cái cương vị thấp nhất mà còn hiểu được, vậy thì cương vị cao quý vị sẽ lót được nền móng rất là tốt, 100%. Chính bản thân những Đức là một con người rất cần được người khác lo, nên những Đức hiểu được nguyên lý mình phải lo cho người. Khi mình lo cho người thì người mới lo cho mình. Nên đáp lại tình nhau bằng cách chân thật. Nhớ, đây gọi là hạnh phúc nhân sinh đó quý vị. Hạnh phúc nhân sinh ai cũng cần à. Ví dụ như bây giờ mình ngoài đời, vợ mình đang có bầu đi, chúng ta tại sao không dùng những lời nghe nó hay, mát tai cho vợ mình nghe đâu thích. Lúc bình thường vợ mình chưa có bầu thì mình đi làm về trễ, nhưng bây giờ mình nghe tin vợ mình đã có bầu rồi, mình đi làm tranh thủ về sớm một chút. Lúc xưa vợ chưa có bầu có khi còn gặp bạn bè uống cà phê lâu một chút, nói chuyện tán ngẫu nhiều một chút. Nhưng bây giờ nói với các bạn để cho dạy nó luôn, mình nói với nó mà dạy nó: thôi vợ tôi đang có bầu, tôi uống cà phê một chút mà tôi phải về liền. Mấy bạn nói: sao mà ngộ trời đàn ông gì đâu mà kỳ cục, vợ có bầu thì kể nó đi chứ mày uống cà phê mày nói chuyện với bạn bè bình thường đi chứ mày tranh thủ mày về làm gì, bộ mày đẻ thai giùm nó hả? Mình nói: anh nói gì cũng không đúng, cái đứa bé mà nó đang mang là con của mình đó anh, chúng ta nên bổ túc cho bà xã để bà sanh một đứa con dễ thương, đó là cái thành quả mà. Tại sao anh nói mà anh quên mất tiêu, đó là con mình mà. Nên bây giờ muốn giúp cho con mình được tốt thì chúng ta phải bổ túc cho cái người này, họ đang mang bầu, mình phải nói những lời vui vẻ, rồi mình phải về sớm đi chi, để cho vợ mình có bầu nó yên tâm rằng là bây giờ mình có bầu chồng mình đi về sớm là chồng mình thương mình. Còn nếu như mình đi về trễ thì bắt đầu chồng mình, vợ mình sẽ nói rằng bây giờ có bầu có bì nên đi suốt à, không biết ra ngoài có gì không. Rồi nó lo giết rồi nó sanh đứa con cả cái mặt méo sợm, rồi cái mặt nó cái chu cái mỏ rồi nó sanh hô hốc như những Đức thì sao? Hiểu chưa? Đó, mình nói vậy đó mà người ta nghe, người ta thấy ồ này nó nói cũng hay. Nên mình là con người nghe giáo dục thì cái lý luận của mình nó rất là hay, gặp bất cứ trường hợp nào cũng lý luận rất là hay cho người ta nghe, nó có tình có lý rõ ràng, nghe không? Nên mình phải có cái tâm vậy. Tại vì sao? Cái lớp này là lớp đạo làm con. Nên cái điều những Đức chia sẻ đây là nói về nhân sinh, nghiêng nhân sinh rất là nhiều. Mà chính bản thân những Đức ở trong cái chùa này, những Đức cũng là hướng về nhân sinh rất là cao. Quý vị biết rằng những Đức có khi mà lễ với Quan Âm hay lễ rất là mệt, vậy mà xong rồi tối những Đức vẫn chạy qua chơi với mấy cô một chút. Thấy chưa? Nguyên một nhóm những Đức tập trung lại 70-80 cô,
ngồi nói chuyện cho mấy cô vui, mấy cô cười. Thì tự nhiên ngày mai nó nấu cơm ngon vô cùng cho Phật tử ăn. Thấy không? Đó. Cái điều này vô cùng quan trọng luôn. Nên chúng ta có thể thành đạt với xã hội, nhưng đối với vợ và con gia đình nhất định chúng ta phải chú tâm. Vì gia đình mình mà thịnh thì sự nghiệp chúng ta mới thịnh. Còn gia đình mình mà suy thì sự nghiệp chúng ta đừng mong thịnh. Vì sự nghiệp của gia đình là cái gốc để con người chúng ta thịnh vượng về xã hội. Gia hòa vạn sự hướng. Gia đình mà không rèn luyện được một gia đình hòa thuận thì làm sao sự nghiệp mình hưng thịnh được. Đúng không? Nên người ta quên mất tiêu à. Người ta cứ nghĩ rằng là kiếm tiền là 100%, lo gia đình là 70, tầm bậy. Lo cho gia đình là 100%, kiếm tiền là 70. Nếu như quý vị lo cho gia đình 100% thì gia đình quý vị sẽ được giáo dục tốt. Người trong gia đình quý vị toàn là những người thương nhau không à. Mà đã là thương nhau thì chồng vợ của mình kiếm được tiền về, ai cũng là người hiểu biết rằng kiếm tiền cực quá, tội nghiệp anh, tội nghiệp em, kiếm tiền cực quá, tội nghiệp cha mẹ, kiếm tiền cực quá. Con xài cái gì con phải suy nghĩ cho thật kỹ. Như vậy thì kiếm tiền 70% mà lại thạnh. Còn nếu như bây giờ mình không dạy gia đình tốt thì mình làm ra nhiều tiền nhưng nó phá hoại, nó phá hết. Vậy thì mình có làm nhiều tiền nó vẫn là không thạnh. Nên chúng ta kiếm tiền 70, lo gia đình 100. Nếu như quý vị bắt tay vào làm đúng như vậy, quý vị sẽ thịnh vượng chắc chắn 100%. Giống như con của mình bây giờ nó đang đi học gì nè, quý vị biết rằng, quý vị phải tìm hiểu nghe. Con mình đang tuổi lớn lên, thanh niên, thiếu nữ, đang tuổi vậy thì lớn lên. Chúng ta phải thường quan tâm con mình, không được bỏ bê con mình suốt. Sáng mở mắt ra đi học đi, chiều đi về. Rồi cứ làm như vậy và đem tiền nè, đóng tiền học nè, mua đồ nè, mua xe nè. Nhưng không hỏi han đến việc học của con. Không đi quan tâm, không đi để ý. Chúng ta phải vô trường học, chúng ta phải xem xét con mình đi học làm sao. Chúng ta phải tỉ mỉ coi con mình đi học làm sao. Và đi tìm hiểu các bạn bè hỏi con mình có chịu học không. Rồi sinh hoạt của con mình khi vô lớp nó có đi đâu không. Hãy tỉ mỉ đến mức như vậy. Và đi hỏi thầy cô giáo là con của mình có học tập có tiến bộ hay không, có siêng học hay không, vô lớp học có hòa thuận hay không. Tìm hiểu hết tất cả những sự việc này rồi xong, chúng ta mới dạy con. Vì nắm được rõ ràng thì mới nghiêm túc dạy con những điểm mà con đã bị khuyết. Thêm cái nữa là hỏi con đi học có ai ăn hiếp không, có ai ăn hiếp không. Bây giờ thường là như thế nào, trường học nó có cái tật là nó tập trung lại thành một nhóm. Mà một nhóm này có một đứa bé hung dữ đứng đầu, nó kéo nguyên một nhóm để ăn hiếp những đứa hiền. Nhưng mà có những trường hợp bị như vậy mà nó ăn hiếp xong mà nó còn hăm dọa rằng nếu mà về mày mét ba mẹ mày thì tao không tha cho mày đâu. Con nít thì nó quá sợ, lâu ngày thì nó bị một cái bệnh lo âu sợ hãi thành trầm cảm luôn, thành bệnh luôn, con mình thành bệnh. Nên con nít mà nó đâu cỡ mở được đâu. Nên chúng ta là người làm cha làm mẹ, tại sao Khổng Lão Phu Tử dạy rằng vai trò của cha mẹ nó có 4 vai trò, vai trò của thầy có 4 vai trò, vai trò của cha mẹ có vai trò của bạn, có vai trò của thầy, có vai trò của anh em gần gũi. 4 vai trò. Vai trò của thầy cũng là 4 vai trò đó luôn. Có vai trò của cha mẹ, và có vai trò của bạn, và có vai trò của anh em. Để được thân cận gần gũi, để lắng nghe tâm sự, rồi mới dạy và hướng dẫn. Nếu như một gia đình mà quý vị tỉ mỉ như vậy thì chắc chắn gia đình quý vị sẽ không tệ. Đừng bao giờ chúng ta đợi đến nước đến chân rồi chạy. Đừng bao giờ đợi con hư rồi mới dạy, khó vô cùng. Một cái cây nó còn non thì chúng ta uống theo bề của mình dễ. Nhưng đợi cái cây già rồi mà uống rất là khó khăn quý vị à. Nên còn nhỏ nhỏ gì nên khu khép nó. Dù là con mình học không có giỏi, học không có như người ta giỏi quá, nhưng mà đổi lại điều đặc biệt là con mình rất thật thà, con mình rất là hiền, con mình có đạo đức. Anh em, chị em nó không có cái chuyện mà giành của cãi nhau. Quý vị vô cùng hạnh phúc khi mình có những đứa con như vậy. Nên những đứa mong rằng các cháu nhỏ ngồi đây, các con nên có một tư tưởng tư duy nhận thức được một chút. Dù là xã hội nó phát triển, con người, đối với con người vì vật chất là nhiều lắm. Nhưng các con đừng nên học theo cái lối sống đó. Cái lối sống mà chỉ biết vật chất thôi thì con người bất an lắm các con à. Rất là bất an. Có một đứa bé, nó đi du học ở bên Canada mà cách nay 3 năm về trước. Bé mới 11 tuổi khi đi du học. Thì khi gặp những đức tặng cho một cái viết. Xong những đức nói một câu nè. Cái viết thì nó có thể hết mực. Nhưng con có thể ấn tượng những đức tặng cho con cái viết là ý nghĩa gì.
Cả cuộc đời của con đi học, khi cầm cái viết, viết lên những dòng chữ, con nên suy nghĩ cho kỹ. Dòng chữ này là cả cuộc đời của con đó. Giúp người hay hại người? Lợi hại là do cái viết của con viết lên dòng chữ gì trong cuộc đời của con đó. Con nên nhớ, đi du học ở nước ngoài, mỗi một quốc gia nó có những cái truyền thống hay của họ. Con nên xem lại những cái truyền thống của đất nước đó. Đi đến một quốc gia nào, con cũng nên nhận thức về một cái tư tưởng của quốc gia đó, con mới học được cái hay. Còn nếu như con đi đến quốc gia mà phát triển, mà con chỉ học sự phát triển của nó thôi, thì con sẽ trở về đất nước của chúng ta, con sẽ không là một người gì đặc biệt cả. Vì con là người chạy theo thời đại, mà con không biết được rằng thời đại đang phát triển là cái nền là từ đâu, các con hiểu không? Cái nền là từ đạo đức mà ra. Nếu như bỏ đạo đức mà phát triển thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không tồn tại sống ở cái quả địa cầu này đâu. Nếu muốn tồn tại sống ở quả địa cầu này thì đừng nên bỏ đạo đức, đừng nên bỏ giáo dục, đừng nên bỏ cái tư tưởng con người thương con người giúp con người. Vì chúng ta mỗi một con người, ai cũng mong muốn người ta thương yêu và giúp mình. Như vậy thì mình phải thương yêu và giúp người ta, thì người ta mới thương yêu và giúp mình. Nhớ. Khi Nhân Đức chia sẻ với cháu thì nó đi du học 3 năm ở Canada xong nó trở về. Khi gặp lại Nhân Đức thấy cháu 14 tuổi, 15 tuổi vậy đó, nhưng rất điềm đạm. Ở bên đó về mua cho Nhân Đức hộp bánh, rồi nói mấy câu mà Nhân Đức thấy rất là vừa bụng. Tính tình điềm đạm, bận đồ nghiêm túc đàng hoàng, không có kiểu cách như chạy theo thờ ở ngoài xã hội. Mình thấy vậy là mình thấy cũng mừng rồi đó. Mừng là một người mình hướng dẫn nó biết nghe. Nên những điều mà Nhân Đức nói đây, nếu sau này có những cháu mà các con có được nhân viên đi du học nước ngoài được, các con nên có tư tưởng đó đó. Nhân Đức thấy rằng là cái nền giáo dục của người xưa không có lỗi thời chút nào. Áp dụng cái nền giáo dục của người xưa nó hay vô cùng, rất là trí tuệ, nó đâu có lỗi thời gì đâu. Mà tại sao người ta học tập để trở thành lỗi thời? Tại vì người ta không hiểu. Cái nền giáo dục của người xưa là rất trí tuệ luôn. Cái xã hội có phát triển cỡ nào cũng không qua khỏi được cái nền giáo dục của người xưa chứ. Đây là 100% luôn. Nhân Đức khi đi học Phật, Nhân Đức thấy rằng cái lối sống của Nhân Đức nó rất là phát triển, nó không có một cái gì gọi là lỗi thời chứ. Tốt, tốt, được, được. Người đi đến chùa, bạn đầm đi đến chùa, tốt. Bạn đồ ngắn đến chùa, tốt. Bạn đồ kính đáo đến chùa, tốt. Ăn diện đến chùa, tốt. Không ăn diện đến chùa cũng tốt. Đến chùa nghe giáo dục là tốt. Nghe từ từ rồi tự nhận thức cái gì tốt nhất để mà làm. Hiểu không? Chứ họ vừa đến chưa chân là phan họ một phát à, đầm điếp nó chạy mất tiêu. Đâu có cơ hội nó bận đồ khác đến đây. Hiểu chưa? Đó, người ta chưa hiểu mà. Nên rõ ràng là mình càng học Phật mình càng phong phú. Mình càng học Phật mình đối diện với bất cứ một người nào cũng đặc biệt. Vậy thì cái nền giáo dục của Phật Pháp, cái nền giáo dục của người xưa, nó không có lỗi thờ, mà là do chúng ta chấp văn tự, chết văn tự mà lỗi thờ. Nếu như một con người có học thức mà tiếp nhận nền giáo dục này thì hay quá. Nhân Đức nói thật với các cháu nha, nếu như các con học bất cứ một ngành nào mà chỉ cần các con tiếp nhận nền giáo dục người xưa thôi, ngành nào là giỏi ngành ấy, ngành nào cũng giỏi. Bây giờ Nhân Đức nói với các con biết, Nhân Đức không có bằng cấp về cái việc mà hướng dẫn viên du lịch á. Chứ nếu như các con cho Nhân Đức đi hướng dẫn viên du lịch đi, rồi các con sẽ thấy Nhân Đức nhất định sẽ không bao giờ thua người khác. Mỗi một cái chương trình dẫn dắt người và chỉ dẫn người và nói về lịch sử và giảng dạy thêm về cái lịch sử đó cho người ta nghe, bị thu hút liền. Kể chuyện cho người ta nghe cực kỳ hay luôn. Còn nếu như bây giờ mà bây giờ các con biết rằng Nhân Đức không có những cái bằng cấp mà về sư phạm để dạy học đó nghe, nhưng bây giờ các con cho Nhân Đức mà dạy học bình thường đi trong một cái trường học, Nhân Đức không có đòi dạy những cái môn khác mà chỉ là dạy tư tưởng học thôi. Thật sự mà nói, chắc chắn với các con là cái lớp học đó có kết quả đó. Cái lớp học đó sẽ giảm tối đa về những học sinh hư. Tại vì con người ai cũng sẽ thích phấn đấu về tư tưởng đó. Nếu đưa cho họ một tư tưởng mà sống mà lành mạnh đặc biệt, và có một tư tưởng cho họ mà gọi là sống mà gọi là ngước mặt nhìn đời, thì họ mê liền không nói vòng vo chứ. Chúng ta đừng đưa cho họ những tư tưởng tiêu cực, những tư tưởng mà bị nặng nề, đừng đưa cho họ gì. Mà đưa cho họ những tư tưởng thành đạt khi họ cần. Phải đi vào con đường này mới thành đạt nè.
Vậy thì ai mà không muốn thành đạt? Vậy đi vào tư tưởng này là sẽ thành đạt. Vậy thì ai mà không thích? Nếu như mà bây giờ á, trường học mà có một thầy cô giáo mà chuyên dạy gì thêm cái môn này, cái môn gì phải không? Cái môn nhắc gì trẻ em phải hiếu thảo, nhắc về trẻ em phải hiểu về cái chuyện nguyên lý đạo đức nhân sinh. Nếu như có một cái lớp học ngắn này của mỗi ngày mà chỉ là thêm giờ một chút thôi, giảm những môn học kia lại một chút, lấy cái môn học này để vào cái thời khóa đó dạy kèm, nói thì là dạy kèm nhưng thật sự là dạy chính. Vì con người có học cỡ nào thì con người cũng phải cần học về đạo làm người. Nhưng Đức nói 100% một người cha mẹ nào của quả địa cầu này vẫn mong muốn con mình hiếu với mình, đúng không? Và con mình là người có đạo đức, thương anh chị em, đúng không? Ai cũng mong muốn điều này xảy ra hết. Như vậy thì quý vị dạy con bằng cách nào để con mình được như vậy? Cái quyển sổ, quyển sách mà quý vị đang dạy đó đó là chính quý vị. Chính quý vị. Đừng có đi tìm quyển sách nào ở xa chứ. Chính mình là quyển sách đặc biệt nhất. Vì hành động quý vị đối với ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại của tụi nó thì nó sẽ làm theo y ren đến với quý vị luôn. Vì con nhỏ đi theo cha mẹ, thấy cái hành động của cha mẹ đối với ông bà thì con của mình sẽ nói rằng: ô, cha mẹ tôi đối với ông bà bên nội bên ngoại được quá, tôi sau này lớn lên cũng thường kể chuyện của cha mẹ tôi. Thì từ nơi đó mà đối xử với mình y ren như mình đã từng đối xử với ông nội, ông ngoại, bà ngoại. Đó. Nên mỗi một người mà nghe công đoạn này, quý vị thấy những cái buổi học tập này cần học không? Sao không cần học? Học thích quá trời, sao không học được? Tại sao cái lớp học chúng ta quanh năm lúc nào cũng đông, mà những đứa thấy càng ngày là người lớn nhiều nghe? Chứ em bây giờ đi học nhiều quá, nó không được nhiều. Nhưng mà những đứa nói với quý vị nghe, cái lớp đạo làm con này đúng là dạy người lớn mới đúng. Đặc sắc hơn dạy nít nữa. Quý vị coi bây giờ con nít nó đến đây học mà cha mẹ nó không được học, vậy thì nó về cái tư tưởng nhỏ của nó có thể chuyển xây được cha mẹ không? Không đâu. Không chuyển xây được cha mẹ đâu. Mà tư duy của cha mẹ chuyển được con, góc độ của cha mẹ mới truyền tải cho con mới đặc biệt. Nên cái lớp học này người lớn càng đến học đông nào càng tốt chừng này, chắc chắn luôn. Nhưng Đức thấy rằng các đứa nít nó lên đây nó học nó về, cha mẹ nó không hiểu gì hết thì nó học theo Iran nên nó làm tiếp tục. Vì cha mẹ, các cháu ở bên cạnh các cháu nhiều hơn mình, nên mình nói có một chút mà. Còn cha mẹ các cháu thì làm ngược lại. Thí dụ như giờ những Đức dạy các thằng trai thôi, các con đừng có hút thuốc. Những Đức thấy hút thuốc nó không có lợi ích gì chứ. Như bản thân những Đức không có hút thuốc, khỏe lắm các con. Trai mình không hút thuốc mình cũng tự tin lắm. Khi mình nói chuyện với bạn gái mình cũng yên tâm, mình không có hôi thuốc. Rồi răng mình tương đối cũng trắng, cũng tự tin cái à. Chứ nếu mà hút thuốc cái răng đóng nó vàng khè đen thui, rồi nghe mùi thuốc nữa, các con mất lòng tin với chính mình khi nói chuyện với phái nữ, hiểu không? Giờ như Đức nói đây là gần gũi nhất rồi đó, mà cầm điếu thuốc hút, nhà Đức thấy không có kết quả, hại mình mà còn hại người khác. Có khi ghiền quá ở trong xe hút cái nhiều người chửi mình cũng tạo nghiệp, hiểu không? Rồi vợ mình có bầu có bì, nhà cửa mà ở máy lạnh, mà nếu mình hút một điếu thuốc mình khòa gan cái, vợ mình khi mang thai ảnh hưởng vợ rất là lớn. Vậy sao? Hút thuốc không có kết quả, không có lợi ích gì. Mà người ta làm điếu thuốc cho mình hút mà ta còn dám để trong gói thuốc. Hút thuốc có hại gì sức khỏe? Nó để một cái hình bị ho lao. Trời. Nó tự tin thấy ghê. Nó làm điếu thuốc mà nó để vậy đó mà mình vẫn ghiền hút à. Thôi các con, người ta ghiền kệ người ta. Ghiền các con trai đừng có tập hút thuốc, nó sẽ lợi ích cho các con rất là lớn. Còn nếu như thanh niên mà bỏ được thuốc thì hay quá. Hay quá. Bây giờ những đứa hỏi phái nữ nào mà thích chồng mình hút thuốc rồi đưa tay lên coi. Thấy chưa, không có ai đưa tay lên. Vậy phái nữ nào mà thích chồng không hút thuốc đưa tay lên coi. Đó. Thấy chưa, đa phần người ta đều thích chồng người ta đừng hút thuốc, không có lợi ích gì hết chứ. Nên bây giờ qua cái buổi nói chuyện này, các ông đàn ông nên tập lại đi. Bỏ thuốc nó có nguyên lý, có cách để bỏ được. Một là phải giảm từ từ. Thí dụ như một ngày mình hút một gói, chúng ta có thể chấp nhận nửa tháng bỏ một điếu. Chơi vậy mới thành công. Đừng có vừa nghe cái gì bỏ liền, làm tháng sau hút lại à. Ghiền quá, chịu không nổi.
Bây giờ chúng ta đưa lên quy trình bỏ thuốc nè. Nửa tháng bỏ một điếu. Một gói mà nửa tháng mới bỏ một điếu. Thì mấy anh nghĩ đi, chúng ta bỏ ra thời gian cũng nửa năm chúng ta mới bỏ được thuốc. Mà nó chắc chắn dữ lắm nha. Nó rất là chắc ăn luôn á. Cái cách bỏ thuốc này là ai làm thì Bác Hồ làm á. Vì đọc lịch sử phải không? Bác Hồ bỏ thuốc đó bằng cách là bỏ từ từ. Một con người hư cỡ nào đi chăng nữa mà muốn sửa thì phải bỏ từ từ. Thí dụ như mình nghiền rượu đi, một ngày mình trung bình uống lít rượu đế. Bây giờ chúng ta đưa lên quy trình là nửa tháng sau mới bỏ một xị. Hiểu chưa? Nửa tháng sau bỏ một xị thì chúng ta bỏ, trong vòng nửa năm, một năm là chúng ta sẽ bỏ rượu được liền. Giảm, hiểu chưa? Giảm lại, giảm lại. Thí dụ như mình là cái bệnh ghiền đi lại quán cà phê ngồi nghiêu ngao, thì chúng ta tập làm sao mà, thí dụ như một tháng chúng ta đi đến quán cà phê 20 ngày thì chúng ta một tháng giờ chúng ta bỏ một ngày. Nhất định phải làm cho bằng được. Một tháng bỏ một ngày thì chúng ta nhất định một năm sẽ giảm tối đa cái chuyện đi đến quán cà phê ngồi nghiêu ngao, chắc chắn luôn. Nhớ đó. Và thí dụ như bây giờ phái nữ mà thích ăn vặt ăn vụng, cái miệng cứ bẹp xếp hoài, ăn tối ngày nhai nhai ngốn, đi đâu cũng cốc ổi mì rim sơ ri kẹo bánh, đi đâu cũng để trong giỏ, phái nữ ưa vậy đó. Nên mình là người đàn ông đặc biệt á, mà được phái nữ thương nhiều nhất á, khi mình đi đâu á, với bạn gái là mình chỉ bị một bịch bánh, bịch kẹo. Hiểu chưa? Bịch bánh, bịch kẹo, nghe chưa? Rồi là nó đi một chút, bắt đầu là mình đưa ra cái là ngay cái món khoái khẩu của mấy bà. Rồi đó, bắt đầu là trời ơi, nó ấn tượng mình thôi, đừng có nói thương chết được. Hiểu không? Hiểu chưa? Mình hiểu á. Đó. Thì mình biết là phái nữ họ thích ăn vặt, ăn vụng, ăn này, ăn kia, cốc ổi, mía rim, cái miệng cái bẹp xếp ăn hoài. Nên từ nơi đó thì như thế nào? Bây giờ mình thấy cái tật này nó không hay. Bây giờ chúng ta đưa lên quy trình phải bỏ tật này. Thí dụ như một ngày chúng ta ăn 1 kg đồ, thì bây giờ chúng ta đưa lên quy trình là một tuần chúng ta bỏ bớt 1 kg. Một tuần bỏ bớt 1 kg là giảm cái dung lượng ăn đó lại. Giảm. Thì chúng ta trong vòng một năm, nửa năm chúng ta sẽ bỏ bớt tối đa về cái chuyện ăn vặt, ăn vụng này kia. Con người mình mà cứ bếp xếp, cứ dùng ăn cái miệng hoài đó nghe. Cứ ăn hoài nó làm cho bao tử mình cũng làm việc không có ngày, không có giờ nghỉ. Thì nó bị đau bao tử. Chúng ta làm việc cũng phải có nghỉ ngơi, thì bao tử chúng ta phải cho nó nghỉ một chút. Nửa đêm mà bây giờ chúng ta còn tập đi ăn khuya nữa, mà khi đi ăn khuya vậy thì chúng ta rất dễ bị đường ruột, hoặc là chúng ta bị đau bao tử. Vì bằng đêm chúng ta khi ăn vào thì chúng ta phải đi ngủ, mà khi ngủ thì cái sức làm việc của bao tử, ruột gan của chúng ta, nó đồ ăn bỏ vào nó chua. Mà thường là đồ ăn khuya đó, là đồ ăn thường là đồ ăn nó không được lành mạnh đâu, không được sạch đâu. Nên chúng ta mà 11, 10 giờ mà chúng ta còn đi ăn về mà nằm ngủ đó, thì chúng ta sẽ bị ứ hơi trong đất. Mùi chua nó bị ảnh hưởng ruột, rồi bao tử chúng ta ảnh hưởng rất là lớn. Nên chúng ta biết nuôi dưỡng cái sức khỏe cho mình là ăn uống liều lượng đàng hoàng, giờ giấc đâu vào đó. Đó là cái sức khỏe rất tốt, quý vị phải nhớ cái câu nghe. Sức khỏe là món tài sản lớn nhất của đời người. Đừng nên lạm dụng gì ăn uống để chúng ta khi sanh bệnh rồi mới hối hận. Nhớ, phái nữ cũng vậy, muốn đẹp là ăn uống phải liều lượng. Nếu như phái nữ mà ăn nhiều quá sẽ bị xấu đi. Khi mình ăn nhiều quá thì ruột gan bao tử mình sẽ làm việc quá nhiều. Mà những cái bộ phận đó làm việc quá nhiều thì làm cho sắc diện mình cũng bị xấu đi. Vì mình đau bao tử là mặt sẽ nhăn. Mình khó tiêu thì mặt sẽ nhăn, đúng không? Nhưng nếu mà bụng mình, ruột gan bao tử mà khỏe thì mặt cũng tươi. Nên từ nơi đó, người mà ăn liều lượng là người giữ được nhan sắc lâu dài, chắc chắn luôn. Đó, nên những điều nhà Đức chia sẻ đây nó rất là gần gũi. Nên tất cả các cháu gái, các con cũng nên nghe, tập đi. Còn mấy thằng trai đừng có nên tập hút thuốc các con. Còn bây giờ á, ở ngoài đời á, bây giờ thường là đi học á, các con bị học theo cái tính là hút thuốc điện tử á, nguy hiểm đó các con ơi. Những đứa gặp ba đứa dẫn vô chùa hút thuốc điện tử ghê quá. Gì đâu mà nó cái loại gì đâu mà ghê quá. Các cháu hút rồi xong nó sơ xác đó quý vị ơi, tội quá. Đúng là hại ghê quá. Các con đừng nên thử dù chỉ một lần. Người xưa nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
Các con nên có góc độ tư duy một chút. Khi mình chơi với người bạn mà nó không được lành mạnh, không được tốt, thì thôi mình im điềm, mình tránh đi các con. Tránh nó chứ đừng nên đụng chạm tới nó là điều tốt nhất. Còn mình gần gũi là mình sẽ hư theo thì sao? Hiểu không? Đó. Rồi bây giờ á, trẻ em bên ngoài nó ưa chơi hàng đá, bị hư nhiều quá. Nên các con là những đứa bé được tiếp nhận giáo dục, tập bỏ đi. Bỏ đi. Đừng bao giờ dính vô cái chuyện đó. Đừng bao giờ dính dù chỉ một lần. Ai mà khiêu khích mình nói tôi nhát lắm, tôi không dám đâu, tôi dìa. Rồi từ đó tại sao tự khéo léo mà tránh. Vậy thì không dính vào những cái việc đó, đỡ dữ lắm. Thêm cái nữa, bây giờ con nít ghiền điện thoại. Thật sự mà nói không trách các cháu. Bây giờ quý vị coi các cháu đi học xuống luôn. Rồi bây giờ các cháu về nhà các cháu chơi gì đây? Điện thoại. Rồi lâu ngày tự nhiên các cháu cầm điện thoại chơi, lâu ngày các cháu ghiền điện thoại. Tự nhiên các cháu đem cả thế giới này thu gọn chỉ có một phạm vi nhỏ quá. Tâm lượng các cháu sau này quá nhỏ. Các cháu không có nhìn được xung quanh các cháu là bao nhiêu người đang khổ. Rồi cha mẹ các cháu phải lam lũ cực khổ để kiếm vật chất về cho các cháu dùng. Các cháu chỉ biết chiếc điện thoại là điều đẹp nhất của đời các cháu. Rồi tự nhiên các đứa nít này đó nó ghiền điện thoại. Khi nó ghiền điện thoại rồi đó thì sau này các cháu không bao giờ có tương lai đặc biệt đâu. Vì một đứa ghiền điện thoại là đứa học không bao giờ giỏi được. Chắc chắn luôn. Vì các con biết rằng cái tia sóng ở trong điện thoại nó làm ảnh hưởng bộ não cực kỳ lớn đối với trẻ em luôn. Nếu con nít mà thường coi điện thoại, ngồi trên máy tính nhiều là đa phần đứa con nít này bộ não sẽ bị giảm sức sống bộ não này cực kỳ lớn. Con người sẽ không bao giờ thông minh được. Nếu như các con muốn thông minh là giảm tối đa cầm điện thoại. Điện thoại chỉ là một cái phương tiện, một khoảng không gian nào thôi. Còn tuyệt đối những khoảng thời gian đừng nên cầm điện thoại. Nên nhiều người cha mẹ bây giờ nghĩ rằng bây giờ để cho các cháu nó yên, để cho mình lo làm việc. Tự nhiên con nít đưa điện thoại cho nó cầm để nó bấm, để nó đừng có la, đừng có khóc, để mình làm việc cho dễ. Nhưng không ngờ bị hại con bị cực kỳ lớn luôn. Hại con mình cực kỳ lớn luôn. Nên Nhân Đức mới nói rằng là ở dưới âm phủ bây giờ mở ra một cái địa ngục điện quang. Xuất hiện một cái địa ngục điện quang dành cho con người ghiền điện thoại, ghiền máy tính, lạm dụng thời gian ở trong điện thoại và máy tính. Không có dành thời gian cho cha mẹ để báo hiếu, nhưng mà dành thời gian cho điện thoại và máy tính rất nhiều. Có nhiều cháu nhỏ cầm điện thoại mà cha mẹ kêu ăn cơm, nó nói từ từ, hổn đó nghe, từ từ, hổn đó nghe. Nấu cơm sẵn mà kêu ăn cơm mà kêu từ từ. Hoặc là như thế nào, kêu một chút cái đứng lên dậm chân dậm cẳng. Không biết có không nghe. Biết có không? Có phải không? Đó. Ghiền điện thoại mà giờ cha mẹ nấu cơm sẵn rồi dọn ra để trên bàn cho ăn mà kêu lại mà dậm chân dậm cẳng thì các con tiêu rồi. Hành động của con này quá tệ à. Coi nghe đi rồi sửa đi. Nếu không là đi xuống dưới địa ngục điện quang ở dưới âm phủ á. Mà cái địa ngục này chuyên gia moi mắt. Ở dưới âm phủ nó có cái địa ngục điện quang là nguyên một cái dàn máy tính. Máy tính toàn là máy tính cao cấp không. Con người khi chết đọa vào địa ngục điện quang thì tự nhiên mình ghiền máy tính, mình chạy là cái máy tính mình bấm liền. Mà khi vừa nhìn vào máy tính thì trong cái máy tính đó là điện á, nó phóng vào ngay mắt mình và moi mắt con người. Mà cứ là moi mắt xong một cơn gió thổi ngang thì con người trở lại rồi tiếp tục bị moi mắt nữa. Đó gọi là địa ngục điện quang. Mà địa ngục này là do từ con người tạo nghiệp về lạm dụng thời gian trong điện thoại và máy tính, mà không dành thời gian để đối với con người và cha mẹ. Không có dành thời gian đối với mọi người, mà chỉ có dành thời gian lạm dụng vào chỗ đó, nên bị đọa vào địa ngục điện quang. Ghê lắm. Đây là 100%. Nên những điều những Đức nhắc tới nhắc lui cho các con nghe. Cháu nào trong đây là người nói dối với cha mẹ? Đứa nào nói dối với cha mẹ? Hoặc là đi học mà đi xin tiền cha mẹ mà không đúng. Không phải là đóng tiền học, không phải là mua viết, không phải là mua tập, mà vì ham có tiền để mà đi sinh nhật, đãi sinh nhật bạn bè, mà xin tiền cha mẹ mà nói dốc, nói lời giả dối. Bé nào mà có gì về nói với cha mẹ liền đi. Bữa nay con nghe thầy giảng con sợ quá. Bị hợm á, mẹ ơi, con nói dối với mẹ con lấy tiền. Bữa đó mẹ đưa tiền con đi mua đồ vậy mà con mua con chẳng lại hết 100 ngàn. Bữa nay con xin lỗi mẹ, con nói thiệt,
Tại vì sao? Vì thầy nói rằng, nói lời giả dối với cha mẹ là sau này con chết đi, con đọa xuống cái địa ngục mà bị kéo lưỡi. Ghê quá. Cái lưỡi con lâu lâu con ăn cơm mà con bị cắn cái mà nó đau gì. Vậy mà bây giờ thầy nói rằng là quỷ sứ nó lấy cái mũi chĩa, nó lấy cái móc câu, nó móc vô cái lưỡi con, rồi nó kéo. Không, cái lưỡi mình kéo ra dài lắm nghe các con. Cái lưỡi mình nguyên lý mà kéo dài ra là hơn một gang, nó dài lắm. Nó nằm sâu bên trong, nó kéo mạnh ra. Mà các con biết quỷ sứ mà nó đâu có nể tình cảm gì đâu. Thì bắt đầu là nó móc vô cái lưỡi nghe, đứa nào mà nói dối nghe, nó móc vô cái lưỡi, cái nó kéo ra. Còn cái thằng quỷ sứ bên kia nó cầm thêm con dao, nó mài nè, rọt, rẹt, rọt, rẹt. Thì bắt đầu là nó kéo cái lưỡi ra xong nó làm nè, rẹt. Đau không? Quá trời đau luôn. Tội này dành cho người nói lời giả dối. Nhớ nghe, không phải chỉ có con nói dối với cha mẹ không, mà là vợ nói dối với chồng, chồng nói dối với vợ. Chồng á, đi làm mà đi ra ngoài á, cua ghệ, đi vô quán cà phê ôm, đi karaoke ôm, đi ôm tùm lum. Về vợ hỏi, bữa nay đi làm về trễ anh, mệt lắm, đi làm mệt lắm. Nói lời giả dối với vợ, hoặc đi làm xa mà không chịu để dành tiền đem về lo cho gia đình, mà đi xài tiền về những cái khoản ăn nhậu gái gú này kia, mà về nói dối với vợ là không có. Tất cả những tội này đều bị cắt lưỡi hết, mà không phải cắt một lần, mà cắt hoài luôn. Cắt hoài luôn. Cái nghiệp này là cái nghiệp nói dối kinh khủng lắm. Bây giờ các cháu nào mà từng nói dối với mẹ cha, về bữa nay đó, bữa nay về sáng mai nghe, nói mẹ tha thứ cho con mẹ ơi, con muốn bị cắt lưỡi đâu. Bữa đó con nói dối với mẹ, con gạt mẹ hết 100 ngàn. Con không có mua cây viết đâu, mà con xin tiền mẹ, con mua cây viết, con lấy tiền con bấm điện tử. Thấy không? Con chơi game, con nói dối rồi, con xin lỗi mẹ. Từ hôm nay con không dám nữa, thầy kêu con nói thật đi thì không có bị cắt lưỡi. Và từ hôm nay nói thật luôn. Nhớ nghe, mấy người đó nghe, mấy người nói lời giả dối mấy người gán chịu nghe chưa? Tôi báo biết rồi đó. Mấy người nhỏ này nè, báo cho biết rồi đó nghe. Ừ, đó. Nên coi lại coi mình có nói lời giả dối không. Còn con gái mà mẹ mà nói tới cha, mà nói tới cái dậm chân, cái mặt nhăn cho con khỉ, coi có cái tính đó không, xấu ghê. Cha mẹ mình sinh mình nuôi mình khôn lớn, đâu dép đâu dài, cái quần cái áo của mình đều cha mẹ cho không. Vậy mà bây giờ nói đến cái mặt nhăn, dậm chân dậm cẳng, cái tính này xấu ghê lắm. Xấu mà không ai thương nổi luôn. Nhìn là thấy mắc ghét. Thấy không? Sửa đi nghe. Gương mặt đó là sao này, không có đẹp đẽ gì đâu. Bây giờ soi gương coi coi lúc mà gương mặt mà hiếu với cha mẹ nó đẹp cỡ nào chưa. Còn lúc mà dậm chân dậm cẳng với cha mẹ nhìn cái mặt thấy ghê không? Sửa đi, mấy bạn nhỏ này nè, sửa nghe. Ai mà không nghe tôi là kẹt lắm á. Nhớ chưa? Nó bây giờ mấy đứa nhỏ nhỏ đây nè, có đứa nào nói dối với cha mẹ không? Đưa tay anh coi thật lòng đi. Có không? Đưa tay mà thấp chủng mới đưa cao cao anh coi. Chưa? Đưa mà đưa thấp chủng mà. Mình làm mình phải ra, mình phải ra dám chịu chứ. Mình đưa lên là hết tội, đưa cao chừng nào là hết tội chừng nấy. Rồi đây là mấy cô, mấy chú đâu có ai nói dối với vợ, với chồng không, đưa tay lên đi. Nó, rồi đó, viễn nó kìa, thấy chưa? Thấy không? Đó, vậy là xong rồi đó, là chúng ta sám hối thật lòng. Từ hôm nay không có dám làm gì nữa. Mình ở đây có cơ hội đó nghe. Đó, nên tất cả các cháu nó nghe gì nó gần gũi nhất rồi đó quý vị. Ấn tượng cả đời luôn. Nên cái lớp học này hay lắm nè, cái lớp học này vui lắm. Cái lớp học này mà bà bầu nào mà vô đây học hoài luôn, tới đẻ luôn là con quý vị là nó được dạy từ trong bụng luôn. Rồi mấy bà bầu nghe lời nhận đức á, kiếm cái máy niệm Phật á, đeo vô, để cái máy niệm Phật ngay cái bụng bầu cho nó nghe đi. Rồi mai mốt khi mấy bà đẻ đó, trời ơi mấy bà đẻ khỏe rè, khỏi cần gặn nó cũng chạy cái ẹt ra nữa. Trời ơi, cái đứa con mà khó sanh á là đứa con quan gia đến á.
Còn đứa con mà mình á, khi mang thai mà mình á, ăn chay niệm Phật, mình không có tạo nghiệp á, là đứa con này nó quá giải nghiệp quan gia. Cái đứa con mà mình đẻ chẳng ai vai cũ phải mổ á, là cái nghiệp sát sanh mà ra đó. Còn cái đứa con mà nó không có nghiệp sát á, nó có tu mà nó được nghe gì mà lúc mang bầu là nó được nghe rồi, nó nghe đó. Quý vị nói tầm vậy, đừng có nói cái chuyện mà nó trong bụng mà nó không nghe. Người ta mang thai kìa, có mấy tháng thôi mà ta đi phá thai kìa, mà người ta đi tìm tới bác sĩ mà vậy mà nó tung cái bụng, nó đạp cái bụng kìa. Nó kêu mẹ ơi đừng có giết con, mẹ đừng có giết con kìa. Cho bị biết chứ đừng có nói chi là mình mang cái bụng bự rồi mà nói nó không nghe, nó nghe hết trơn. Những đứa nói gì nó nghe hết trơn trong đó đó. Đừng có nói chuyện dở. Vậy đó mà mới nó nghe những đứa rồi xong á, mà khi đẻ ra đó, vì con nó gặp những đứa nó cần sặc. Bao nhiêu đứa nhỏ nít mày bị biết rằng những đứa dạy cái lớp đạo làm con này, bà bầu là ở đây bà học viết gì mà sanh ra sao nó gặp cái đứa cường sặc. Tại vì nó nghe từ trong bụng nó nghe hết trơn á. Rồi khi mà mai mốt rồi khi đẻ dễ ẹt à. Tại vì sao? Vì nó quá giải cái nghiệp, nó muốn không có làm khó mẹ. Nó không có muốn làm khó mẹ nó nữa. Nó không có cào vấu, nó không có làm cho mẹ phải đau. Bằng đêm mẹ ngủ nằm im gu vậy, không có dám đạp cái bụng mẹ. Sợ mẹ giật mình, vậy là bé ngoan. Còn bằng đêm mẹ ngủ mà đạp bụng mẹ cho mẹ đau, mẹ giật mình là không có ngoan. Nghe hết trơn, không giỡn đâu. Trời ơi, người ta trong bụng người ta biết hết trơn á. Bây giờ cái nghĩ gì là người ta biết liền. Nên cái người phụ nữ mà đang mang thai mà chồng lại hung thương nha, là sanh ra đứa con mình ái nhiễm. Tại vì nó trong bụng nó biết cha đang hung mẹ, tự nhiên nó cũng thích được ái nhiễm vậy. Cuối cùng nó lớn lên nó làm một đứa nít ái nhiễm sớm. Còn nếu như mình nghiêm túc đàng hoàng, tại sao người ta ngày xưa người ta dạy gì dưỡng thai từ trong bụng là nguyên lý, nó có đúng. Nên mình có thánh nhân ra đời là người ta dưỡng thai từ trong bụng. Nên muốn con mình sinh ra mà dễ thương thì người phụ nữ khi mang thai đó, từ cái đi, cái đứng, cái nói năng của mình phải cho đàng hoàng, thì mị. Đừng có bao giờ ghen tuông, la lối, sùm, bực dọc. Ăn thì ngồi sởm ăn, ngồi thí đại ăn. Ăn thì tô tộ ăn, ngốn, sanh đứa con ra nó y rang cái tính của người mẹ khi mang thai luôn. Không có giỡn đâu, y rang luôn đó quý vị. Ví dụ như bây giờ quý vị đi đến đây nhìn những đứa hoài đi, mà cái người mang bầu mà tự nhiên nghe những đứa giảng mà quá thích nghe, mà quý, mà ấn tượng luôn, sau này sanh ra mặt cái gan những đứa này. Nó giỡn đâu trời. Chỉ nghe thôi chứ nó không có được mà dính mắt thì nó sanh không có giống. Nhưng mà nó dính mắt luôn là nó đẻ cái mặt giống liền ha. Nó giỡn đâu trời. Nhưng mà mình nhìn Phật Bồ Tát, mình nhìn là sanh con ra mặt đẹp như Phật Bồ Tát. Thôi đừng có thích những đức làm chi, để đẻ ra mỏ nhọn quét kỳ cục. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Nên từ nơi đó nói cho rõ ràng. Không giỡn đâu. Có cái bà kia kìa, bà mới đẻ đứa con kìa, bà nói trời ơi trời, thầy ơi thầy, chồng của con nó hành hạ con cái chuyện sanh cái đứa này không giống nó một chút nào á. Tại vì mỗi ngày nghe pháp rồi thích thầy quá, cuối cùng cái đứa bé này sinh ra bây giờ cái mỏ nhọn quét kỳ gan thầy. Thấy chưa? Cái tư tưởng nó âm hưởng ghê cho quý vị. Đừng có giỡn nghe. Nhưng mà mình nghe gì mình thấy nó có cái hay thì mình áp dụng thôi. Còn mình thích là mình thích Phật Bồ Tát á, quý Phật Bồ Tát á, thì con mình sanh ra nghiệp chướng tiêu trừ. Và đứa con mình rất là đẹp luôn. Nó đẹp và nó dễ thương, nó không có giống người bình thường, mà nó giống Phật Bồ Tát á, hiền từ, đạo đức. Thì tức khắc quý vị vui mừng vô cùng khi có đứa con vậy. À, những đức nghĩ rằng các cháu nhỏ sẽ bị ấn tượng về những câu này cả đời. Và các con cũng bị ấn tượng là hồi xưa tôi cấp còn nhỏ, tôi từng đi đến ngôi chùa đó. Trước mỗi khi ông thầy ông giảng là ông cứ bắt niệm Phật à. Tôi thấy niệm Phật biết lợi ích gì, điều đó còn nhỏ thì cứ bật lên thì tôi niệm theo. Tôi thấy nhiều người niệm mà tôi cũng niệm theo. Nhưng bây giờ tôi càng ngày càng lớn, tôi thấy rằng cuộc đời tôi đã trải qua những thời gian thăng trầm của cuộc đời. Tôi thấy bây giờ đúng là nên tập tu. Và bây giờ tôi mới biết là câu Phật hiệu hay thiệt. Hồi xưa tôi cứ nghĩ ông thầy đó, ông cứ bắt niệm ai với đạo Phật, ai với đạo Phật. Không biết niệm làm gì, mệt ghê. Nhưng bây giờ thì thầy chết queo rồi, tôi cảm ơn thầy ghê. Nhờ thầy chỉ dạy. Hồi xưa tôi nghe thầy kêu tôi thật thà, tôi nói ông thầy này ngu quá. Tối ngày cứ dạy thật thà để bị người ta gạt không? Không tham, người mà không tham á thì chịu thua. Vậy người sao phấn đấu? Những đức dạy các con á, thật thà có nghĩa là con người mình sống phải có uy tín, chứ không phải là ngu.
mà không tham á là tham cái mà mình có được á, chứ cái mà mình không có được thì mình đừng có nổi lòng tham chi để mình khổ. Chứ con người mà sống mà không có lòng tham thì làm sao mà con người chúng ta phấn đấu? Con suy nghĩ kỹ nghe, chứ không phải những đứa dạy có con ngu đâu, những đứa cũng tham nữa. Mà cái tham vọng của mình là tham vọng gì các con phải hiểu. Một đời con người đi qua mau lắm, chúng ta phải có tham vọng. Nhưng người thì tham vọng vì vật chất thôi, vì một gia đình thôi. Người thì có cái lòng tham vọng là chỉ mong gia đình hạnh phúc là đủ rồi. Người thì làm việc lớn hơn vì xã hội cũng tham vọng. Người tu cũng tham vọng. Mà cái tham vọng của người tu á là chúng ta mong muốn cuộc đời mình sống những ngày tháng có ý nghĩa, làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời, đó là lòng tham. Nên mỗi một con người chúng ta bây giờ mình đang phát triển lòng tham gì thì tự mình xem lại thôi, mình đang tham vọng gì. Vậy thì mình đặc biệt quá. Các con nhớ nha, các con mà không tham nè, rồi các con nói thật nè, là các con thành đạt trong sự nghiệp cuộc đời các con đó. Những đức mạnh dạn một câu nói rằng cả đời những đức có khi là vì cái tính nói thật mà mình sẽ bị hại, bị khổ. Nhưng mà các con nhớ là cả đời những đức sẽ luôn luôn hướng đến chủ nghĩa thật, nói hết lòng về chữ thật. Vì sao? Thật thà vẫn là thấy mình hạnh phúc. Dù là mình có nghèo khổ, mình cũng cảm thấy mình bình an nè. Nên những đức sống những ngày tháng rất là bình an các con à. Có nhiều người ta nói thầy làm bao nhiêu chuyện vậy sao mà vui nổi, cực thế một. Những đức thấy rất là vui, vì cái tham vọng của những đức á, về giúp mọi người không biết đủ. Sự tham vọng giúp người không biết đủ. Các con biết rằng là chùa chúng ta bây giờ rất là đông, nhưng những đức cứ rủ người ta đến hoài, rủ suốt à. Cứ tạo bao nhiêu chương trình cho những người già có cơ hội được đến chùa, suy nghĩ bao nhiêu cách cho người ta được đi đến chùa. Đó cũng là lòng tham vọng của những đức. Vì nghĩ rằng bây giờ mình 42 tuổi à, như chưa những đức nói rằng đến 50 tuổi, 60 tuổi mình biết có còn sức khỏe để mình làm việc được như bây giờ hay không. Nên bây giờ mình thấy mình còn khỏe quá và có năng lực phấn đấu, nên những đức cố gắng hết mình luôn á. Nghĩa là các con biết rằng là mỗi năm của những đức sống là mỗi năm rất phấn đấu. Làm việc thiện và việc tốt của những đức càng phấn đấu. Có những việc những đức làm có nhiều người kêu thôi đừng có làm nữa, những đức cứ ngồi đắn đo suy nghĩ. Bây giờ còn sống không làm, mai mốt chết sao có cơ hội làm. Nên có khi mình nói thật với người ta mà có khi người ta ghét mình, nhưng mà trong lòng những đứa rất là vui các con. Vì trong lương tâm mình vẫn biết rằng mình không có hại người ta. Mình kêu người ta để hiểu mình thì việc này khó lắm. Nên cái sống trong cuộc đời này thật thà mà hiểu được thì rất là vui. Còn nếu như thật thà mà cho rằng mình là bị thua sút hoặc là mình bị thiệt thòi thì các con sẽ không bao giờ thật thà. Có những con người đến với cái cuộc đời này ban đầu người ta cũng thật thà lắm, nhưng vì người ta thấy bị thật thà bị thiệt thòi nên người ta không muốn thật thà nữa. Những đức thấy rõ là từ khi mà những đức học về chủ nghĩa thật thà thì những đức lại có cái thành công. Nhưng các con hãy học thêm một chút nữa, thật thà nhưng phải thông minh thì các con mới thành công trong cái thật thà. Còn nếu như thật thà mà không thông minh gì hết trơn á thì chúng ta có khi giống như bị người ta sai đâu đánh đó, không hiểu chuyện. Có người thật thà nhưng mà người ta xúi làm sai cũng đi làm luôn, vì thì thua. Nên những đức nói với con là thật thà nhưng phải thông minh, và mình phải có sự tư duy, nhận thức, hiểu biết, rồi mình sống rất nghiêm túc thật thà. Nên người như vậy thì người có phước báo rất là lớn. Quý vị nhớ nè, mình là người buôn bán làm ăn kinh doanh mà là người thật thà, lại niềm nở vui vẻ, khôn lanh mà lại rất thật thà, thì con người này bất cứ một cương vị làm ăn nào họ cũng thành công hết. 100% cương vị nào làm ăn cũng thành công hết. Nhưng đức nói cái đây là nói câu mạnh dạng là 100%, nó không phải 99 đâu. Thì bây giờ đơn giản thôi, chùa mình mỗi tuần chủ nhật, mỗi tuần thứ bảy hay chương trình này chương trình kia,
Người ta đến rất là đông là do gì? Người ta thích được thật thà. Bây giờ những đứa kiểm nghiệm rất là nhiều người luôn, dù là một ông chủ, ông không thật thà, nhưng ông vẫn là thích trọng dụng một người làm công thật thà. Ông rất là hư, nhưng ông rất thích cái người đàng hoàng để ông dùng. Nên cái người đàng hoàng thật thà không tham là một con người nhất định đi đâu cũng được người ta dùng. Kẻ ác cũng thích dùng người thật thà nữa. Nên thật thà, nhiệt tình, không tham là nhất định chúng ta sẽ không bao giờ bị đào thải. Đi đến đâu là người ta đều thích dùng mình 100%. Nên cái lớp học đạo làm con này rất là có ý nghĩa. Nên quý vị khắp nơi nơi nên về đây mỗi tuần thứ bảy, ở lại chủ nhật, rồi mình tu được luôn chủ nhật thì quá hay. Còn nếu như tối xong mình về thì cũng được, nhưng mà mình nên bồi dưỡng cái lớp học này để cho vợ chồng được nghe giáo dục, con được nghe giáo dục. Thì quý vị biết rằng đây là sự hạnh phúc rất là lớn nha. Chúc quý vị luôn luôn hạnh phúc. A Di Đà Phật. Bây giờ Nhân Đức đọc tên có mấy người sinh nhật ngày hôm nay nè. Phan Thanh Ngọc 16 tuổi, Nguyễn Ngọc Như Ý 16 tuổi, Phạm Công Thành 9 tuổi, Nguyễn Thị Trinh 54 tuổi. Nhân Đức thường nói rằng là sinh nhật á là để tưởng nhớ công ơn cha mẹ chứ không phải là đòi quà nghe. Tất cả các cháu nhỏ, Nhân Đức dặn câu này hoài luôn á. Thường cháu nhỏ là cứ là ngày sinh nhật là đòi quà không à. Mà không biết được rằng là ngày nay á, là ngày mà cha mẹ mình sinh mình rất là khổ, mình phải làm cái gì đó để mà hồi hướng cho cha mẹ thì đúng. Nhưng mà còn đòi quà sinh nhật, đòi này đòi kia nữa là không đúng đâu. Không có đúng đâu nghe. Nhiều người lớn bây giờ sinh nhật á, là rủ bạn bè đi karaoke nè, đi nhậu nè, đi ăn tăng này tăng kia nè, đi uống bia nè. Sai rồi. Ngày đó cha mẹ mình sinh mình khổ quá trời luôn mà mình không làm cái gì để tưởng nhớ ngày sinh mình được ra đời mà mẹ mình gần chết, mà mình còn đi nhậu, còn đi ăn uống no say, rủ bạn bè tăng này tăng nọ, bậy quá. Ngày đó chúng ta đúng ra vô chùa tu một ngày, ngày đó phải ăn chay trường, ăn chay một ngày, ngày đó phải mua quà, mua bánh kem về đăng đãi cho cha mẹ, cảm ơn cha mẹ để làm tấm gương cho con mình đối xử với mình y rang như mình đối xử với cha mẹ mình, thì ngày sinh nhật mới là đúng. Còn ngày sinh nhật mà tự nhiên đi nhậu, đi đua xe, đi karaoke, dùng tiền lại đi tạo nghiệp, đây là sai. Nên ngày sinh nhật của chùa mình tổ chức cho người đi đến đây trong một tuần, thì chúng ta tặng pho tượng Bồ Tát Quán Thế Âm để mang cái tâm từ bi như Bồ Tát, và nói rõ ý nghĩa của ngày sinh nhật để mỗi một người chúng ta và các cháu đều hiểu sinh nhật là để nhớ ơn cha mẹ, tưởng nhớ đến cha mẹ. Nhân Đức nói rằng là sắp sửa tới ngày sinh nhật, các con nên để dành tiền đi học mà cha mẹ cho từng chút đó đó. Ngày đó các con mua một cái bánh kem dù nhỏ nhất đi chăng, nhưng cắt ra bánh kem đó, cha, mẹ, anh, chị, em, rồi xong mình nêu lên rằng ngày nay là ngày con được sinh ra đời, con cảm ơn cha mẹ, con nghe lời thầy, con mua một cái bánh kem nho nhỏ, con xin dâng cái bánh này lên cho cha mẹ, con xin cảm ơn cha mẹ đã cho con được đến thế gian này. Có nghĩa là cái tâm đó, trời ơi, cha mẹ mình vui biết bao nhiêu mà nói. Còn nếu như đi học ở phương xa, đi du học nước ngoài, thì một cú điện thoại về để cảm ơn cha mẹ. Và ngày đó nên tu nhân tích đức để hồi hướng cầu an cho cha mẹ của mình. Còn nếu cha mẹ chết thì cầu siêu cho cha mẹ của mình. Ôi ơi, cái hành động này thì phước báo biết bao nhiêu mà nói. Nên đây là, bữa nay có bốn người sinh nhật nghe, những đức nói vậy đó. Nhìn mặt thấy chưa, lớn rồi nè. Bây giờ phải nghe lời cha mẹ, rồi sống có đạo đức. Vậy thì quá đặc biệt rồi. Những đức tặng cho cái tượng Quan Âm con. Phải hỏi hình như là những đức có mấy cái chiếc nhẫn đẹp lắm nghe. Chiếc nhẫn mà đeo vô nó quay được hay lắm. Khi mà mình mà tâm trạng nặng nề cái gì, mình quay chiếc nhẫn mình niệm Phật, chiếc nhẫn nó quay được ngộ lắm. Mấy đứa đem ra coi con, Liên Hỷ đâu đem nguyên một cái mấy chục chiếc nhẫn nó ra đây coi. Tại vì trong chùa mình á, đeo cái nhẫn màu vàng này thấy không phù hợp, nên như Đức lột lại hết trơn luôn. Để như bên này thì Đức tặng cho mấy chú nam trong đây coi chú nào đeo được. Nhẫn hay lắm, đẹp lắm nghe, mà đeo lăn được. Nhưng mà mai mốt cứ mỗi lần mà trong lòng buồn buồn hay cái gì mà không vừa ý ai đó, lăn chiếc nhẫn cái gì nè, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, lăn cái nhẫn nghe. Vậy là tức khắc tiêu rụi hết liền cái tâm trạng mà buồn liền. Đây, Liên Hỷ đâu đem ra con. Đây,
Ồ, chiếc nhẫn này đặc biệt lắm. Nhẫn này chắc nam đeo mới vừa. Đây cô này đeo vừa nè. Chọn cho cô một chiếc luôn. Đưa tay coi. Đeo cho cô luôn. Quá đặc biệt luôn. Đeo được, đeo nhẫn là ngon lắm đó nghe. Tôi đeo nhẫn là đặc biệt lắm. Mới dẫn đâu. Coi có nhỏ nào nhỏ cho con coi. Cái nào nhỏ nhỏ nhất luôn. Nhỏ đeo vừa không con? Vừa không? Ôi ôi vừa luôn, ngon nghe. Rồi. Nhỏ gái lại đây coi con. Bây giờ dám đeo, tôi mà đeo nhẫn một cái là không có thằng nào mà nhìn tới luôn á. Muốn tôi đeo thì đưa tay ra. Ai dám đưa đeo thì đưa ra, tôi có ép nghe. Rồi vậy là dám phải không? Rồi chết queo luôn. Rồi sống cả đời vậy mà nuôi người già với tôi luôn. Đây. Rồi được rồi đó con. À ai về đạo Phật. Chúng ta niệm Phật 10 câu nè, để hồi hướng cho cha mẹ chúng ta nè. A Di Đà Phật. 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 Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh